chỉ phái nữ cần làm đẹp mà cả phái nam cũng vậy. Nhuộm tóc chính là xu hướng hiện tại cho giới trẻ nói riêng và những người muốn thay đổi nói chung. Có rất nhiều màu nhuộm với các mức độ khác nhau, bạn cần chọn lựa kỹ lưỡng trước khi thực hiện. Hiện nay thì rất nhiều người không biết là nên nhuộm màu tóc nào sáng da cho nam lại thu hút. Vậy thì trong video này thì Bật Lóc Đẹp xin giới thiệu đến các bạn top màu nhuộm phù hợp cho các bạn nam, giúp sáng da nhưng không kém phần nam tính. 1. Màu nhuộm sáng da cho nam, màu nâu đỏ. Một chút tóc đỏ pha nâu sẽ giúp các chàng có ngay kiểu tóc độc đáo và thú vị. Màu tóc sáng da nâu đỏ không chỉ đem tới cải thiện đáng kể về màu tóc, chất tóc mà còn giúp làm bật tông da, đem tới cho bạn nam phong thái rạng ngời mà không hề chói lóa. Hai, màu nhuộm sáng da cho nam, màu sáng khói. Sáng khói đúng không hổ là màu tóc sáng da tuyệt vời dành cho các chàng. Màu nhuộm tóc này không chỉ giúp làn da rạng ngời sức sống mà còn đem lại sự trẻ trung, hiện đại, thời thượng cho các quý ông. Ba, màu nhuộm tóc sáng da cho nam, màu ánh tím. Nếu bạn đã quá quen thuộc với những màu tóc nam đẹp đơn giản, thì hãy thử trải nghiệm một màu tóc thời trang như là ánh tím xem nha. Không quá nổi bật và phô trương, nhưng tóc nam nhuộm màu ánh tím cũng đóng góp không nhỏ vào việc giúp tôn làn da của bạn, tạo cảm giác sáng da hơn. 4. Màu nhuộm nâu tây, màu nhuộm sáng da cho nam cực đỉnh. Một vài thời điểm gần đây thì nâu tây lại trở thành màu nhuộm sáng da cực kỳ đẹp và có tính thu hút người khác. Nâu tây là một tông màu mang sự trẻ trung, hiện đại, phá cách và có phần chững chạc hơn. Dù bạn có làn da trắng hồng rạng rỡ hay bánh mật săn chắc thì màu nâu tây đều phù hợp nha. 5. Màu nhuộm sáng da cho nam, màu nâu rêu. Có vẻ bộ sưu tập nhuộm tóc sáng da màu nâu rất ưu ái các anh chàng bánh mật nha. Tông màu nhuộm này chủ yếu tập trung vào phần thân tóc sẫm màu với ngọn tóc nhợt nhạt mà không chói lóa. Sự kết hợp giữa sắc nâu truyền thống và màu rêu hiện đại đem tới cho các chàng một kiểu tóc cực kỳ đậu đà, hấp dẫn, khiến người khác chỉ muốn nhìn mãi không thôi. 6. Màu nhuộm tím khói sáng da cho nam. Đây là một màu nhuộm tóc cho nam cực kỳ ngầu mà lại còn làm sáng da tuyệt đối. Tuy nhiên, màu nhuộm tóc cho nam này chỉ có thể giữ màu tóc tối đa trong khoảng 1 tháng và màu tóc đã phai đi hết. Lúc đó, các bạn nam có hai sự lựa chọn. Một là sống chung với màu tóc tẩy vàng hoe đó, hoặc là tiếp tục đi nhuộm một màu tóc mới, tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc. Vì thế, nhuộm tóc màu sáng da này thì bạn nên suy nghĩ kỹ nha. 7. Màu nhuộm tóc sáng da cho nam, màu highlight. Những màu tóc highlight vàng sẫm, bạch kim, nâu trên nền tóc đen không chỉ mang lại cho bạn nam vẻ ngoài cá tính, sành điệu, lạnh lùng mà còn giúp tôn lên làn da ngăm để khỏe khoắn. Kiểu tóc này cũng đặc biệt phù hợp cho các anh chàng mà có tính cách mạnh mẽ và hiện đại. 8. Màu nhuộm nâu hạt rẻ, tác dụng tôn da cho nam hiệu quả. Tóc nâu hạt rẻ không chỉ phù hợp cho bạn nữ da ngăm, mà các bạn nam có làn da không được sáng màu cũng rất thích hợp để sở hữu màu tóc nhuộm này. Tóc nâu hạt rẻ khá trầm, nó sẽ tạo được sự hài hòa giữa tóc và làn da để bạn trở nên thu hút người nhìn hơn. 9. Màu nhuộm tóc nam giúp sáng da, màu hồng. Ai bảo con trai thì không nhuộm tóc màu hồng nhỉ? Hãy thử kết hợp nhuộm hồng cho kiểu tóc ăn được cắt, đẹp dạng người đầy nam tính. Bạn vẫn sẽ cực kỳ cá tính, điển trai với vẻ ngoài ngọt ngào và giúp tôn da tuyệt đối. 10. Màu nhuộm cam ánh vàng tôn da cho nam. Cam ánh vàng chính là một trong những sự lựa chọn màu tóc đẹp tôn da cho nam. Nếu chàng đang băn khoăn, da ngăm nên nhuộm tóc màu gì để tôn da sáng sành điệu. Màu tóc đẹp cho nam da ngăm này từng được biểu tượng fashionista xứ Hàn G-Dragon sử dụng như vũ khí làm đẹp cực kỳ ấn tượng.
11. Màu nhuộm tóc tôn da cho nam, màu bạch kim. Được ví như một màu nhuộm tóc nam cực kỳ chất và trẻ trung, màu nhuộm bạch kim mang đến cho các chàng trai một diện mạo vô cùng sành điệu. Hãy thử ngay màu nhuộm sáng da cho nam này để trông thật nổi bật và thu hút nhé! Mười hai, màu nhuộm sáng da cho nam, màu xanh dương đen. Nếu cơ bản bạn không thích nổi bật nhưng vẫn yêu cầu có chút gì đó lạnh lùng trên phong cách cá nhân, thì nhuộm tóc màu xanh dương đen sẽ là một giải pháp khá khôn ngoan. Vì màu này dễ nhuộm, low file, dễ lên đồ với outfit tùy chọn mà lại còn giúp sáng da nữa chứ. Chắc chắn giờ đây các chàng trai đã biết nên nhuộm màu tóc gì để sáng da rồi phải không nào? Những màu tóc làm sáng da cho nam mà blog đẹp kể trên sẽ là những gợi ý lý tưởng giúp bạn có thể tự tin và nổi bật hơn. Chúc bạn sớm tìm được màu tóc ưng ý nhất nha! Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Các bạn thấy những thông tin làm đẹp mà blog đẹp vừa cung cấp như thế nào? Có thể để lại bình luận bên dưới để chia sẻ nha! Còn bây giờ thì đừng quên nhấn like, share và theo dõi ủng hộ kênh. Các bạn có thể xem thêm những video liên quan, chỉ cần nhấn vào video bên trái và bên phải của màn hình nha.